Trong đám cháy hung bạo, thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy những tiếng nổ. Rạng sáng 11 tháng 9 năm 2023 là thời điểm kinh hoàng với người dân sống trong con hẻm trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Còn với gia đình sống trong căn nhà này, đó là một đêm thảm kịch và có lẽ sẽ còn ám ảnh mãi. Ngày 11 tháng 9, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến hai trẻ em tử vong xảy ra trên địa bàn. Danh tính hai nạn nhân được xác định là một bé gái 10 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 11 tháng 9, người chồng 33 tuổi và người vợ 30 tuổi rời khỏi nhà để đi chợ đầu mối Bình Điền. Trước khi đi, họ khóa cửa ngoài và để hai con ngủ trong nhà. Đến khoảng 3 giờ 15 phút sáng cùng ngày, hàng xóm bất ngờ phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội trong căn nhà này, liền hô hoán mọi người cùng lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Gò Vấp đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 chiến sĩ, cán bộ tới hiện trường dập lửa. Trước khi lực lượng chức năng đến nơi, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện hai trẻ em đã tử vong tại hiện trường. Toàn bộ căn nhà một trệt và gác rộng khoảng 18m2 bị cháy rụi. Theo lực lượng chức năng, căn nhà bị cháy có hai cửa thoát hiểm, nhưng thời điểm đám cháy xảy ra, cả hai cửa này đều bị khóa. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.